cái chùa câu đi lấy cái chim bập bập đó nè. Chị nói đúng đúng, chị ăn đó, chị ăn đó đúng đó. Rồi hoặc là bởi vì mỗi cái mặt hàng mình phải nhìn mặt có thì là nó ráng về nó nhiều người mua nó mình biết em chỉ lừa một người em mua thôi. Nghe chị á, chờ cả thì mua cái bàn đi đi chỗ đường lên cầu thang. Ai cái bàn là nhờ chị mắm mắm thì mua cái bàn. Đó là cùng mắm mua một ba, chả cá mua một ba, rau mua một ba, thịt mua một ba, cá mua một ba. Sướng ơi, đi chợ dễ. Dạ. Thật sướng sướng mà ăn theo chuối, trời ơi, một năm nghìn một chuối, hai này, ba này, một cái bán này luôn. À được, một tháng cả tiền nhà rồi. Tôi một tháng mua ba nha, cho một triệu. Một triệu. Một tháng một triệu một tí nữa. Năm mốt. Bốn năm trời luôn. Mười triệu. Đến khi mấy kia sau em cũng đủ, em phải đi chơi thế mà khi nào mới đủ. Tại vì nhà em là giống như kiểu nhiều anh chị đi học á, đi chán em. Tại vì đáng không biết không, thế hệ của anh chị em trước đấy là đông tiền.